chắc chỉ cần nhìn sơ vài góc của căn nhà là những anh chị em có nhiều kinh nghiệm sẽ nhận định được giá trị căn nhà này rồi ha. Lại thêm một căn nhà gần khu vực Tòa Thánh Tây Ninh, gần cửa 7 chợ Long Ba này luôn, đang được chính chủ chào bán dưới 2 tỷ, dưới 1 tỷ 7 luôn. Đây là một căn nhà khá đặc biệt, là một tác phẩm mới hoàn thành của em Châu, một cô gái Tây Ninh còn khá trẻ nhưng rất đam mê về thiết kế xây dựng. Nhà có tổng diện tích sử dụng là 165m², ngang 5, dài 33, hướng Đông Bắc, có đầy đủ công năng, 3 phòng ngủ nè, 3 phòng tắm nhà vệ sinh, phía sau là sân vườn dễ thương, đằng trước là sân ô tô, có tiểu cảnh rất đẹp, trong nhà có cả giếng trời nữa. Mặt tiền là con đường nhựa lộ giới 10m. Ở đây là thuộc ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, nhưng giáp ranh với lại phường Long Thành Bắc. Phía ngoài cách 80m là con đường Trịnh Phong Đáng, bên phải là hướng về chợ Long Hải hoặc ra xã Trường Hòa cũng được ha. Nhà cách chợ Long Hải tầm 2 cây. Khu vực này có khá nhiều biệt thự khủng nha các bạn. Bên đây mình đi 2 cây số là tới cửa 7 chợ Long Hoa. Nhà cách Tòa Thánh Tây Ninh 2 cây rưỡi, cách khu du lịch Núi Bà 12 cây, còn từ Sài Gòn An Sương tới nhà là 78 cây. Mình báo luôn giá cho bà con tham khảo, em Châu kêu bán toàn bộ nhà đất là 1 tỷ 690 triệu, không phát sinh nha. Mức giá này theo mình cũng khá là hấp dẫn. Bây giờ mời bà con mình tới xem hiện trạng nhà, đánh giá chất lượng và xem coi đây có phải là một khu vực đáng sống hay không nha. 6 điểm khác biệt của những clip nhà đất chợ Tây Ninh là: không làm môi giới, chỉ rõ đường đi, giấy tờ rõ ràng, liên hệ ngay chủ, báo giá công khai và hoạt động toàn quốc. 125 NCX đã có mặt tại Cúp Shop. Đây là một dòng xe được nhập khẩu hải quan chính ngạch ở Việt Nam, giá tốt và đang có đủ 4 màu để cho mọi người có thể là dễ dàng lựa chọn. Hãy đến ngay Cúp Shop ngay bây giờ để nhận ngay mức giá ưu đãi nha. Đây là ngã tư con đường số 30, mình quẹo phải vô vài chục mét là tới nhà em Châu nữa các bạn. Thì khu vực này chúng ta thấy là rất là nhiều những căn biệt thự khủng ha. Theo mình nghĩ cũng không phải là vô cớ mà những người giàu có họ lại về đây ở khá là nhiều nữa các bạn. Tiện lợi và an ninh là những yếu tố hàng đầu để người ta có thể là nghĩ tới việc là định cư lâu dài ở đây ha. Đây, bên này là những căn biệt thự rất là to luôn các bạn. Đó, thì mình đi xích lên trên này xíu, kế bên hông căn biệt thự đó là con đường số 32. Hướng này là mình đi về đường Bảo Ếch, để ra tới đường Bảo Ếch là khoảng chừng 400m các bạn. Mình quẹo bên tay phải là hướng về chợ Long Hải nha. Đó, bên này cũng có căn biệt thự quá khủng luôn nè. Còn cuối đường mình quẹo trái là mình đi về xã Trường Hòa. Ra xã Trường Hòa là cũng có cái chợ nữa, chợ Quy Thiện. Ở đây coi như là tâm điểm của 3 cái chợ luôn các bạn. Thì bên này là hướng về chợ Long Hoa nè. À, cũng là nhà nóc thái, biệt thự rất nhiều luôn các bạn. Về chợ Long Hoa là 2 cây số ha. Đường 10m, đường nhựa không à. Từ ngoài mình đi 50m, rồi quẹo bên trái 30m nữa là tới nhà em Châu ha. Ở đây là đường ô cờ nên là ra vô rất là nhiều hướng nha các bạn. Tới ngã tư đầu tiên mình quẹo bên tay trái nè. À, chỗ này là người ta kinh doanh về xe máy cũ. Ở đây mình thấy có một cái quán ăn để bán là bún thịt nướng, cơm sườn, bán buổi sáng ha. Bên này bán trà tắc, sâm ướp lạnh. Căn nhà em Châu là nằm hướng Đông Bắc. Đường này là song song với lại đường Trịnh Phong Đáng bên ngoài các bạn nha. Đó, hướng này là thông ra đường số 32 nè. Ở đây là bà con vừa ở vừa buôn bán cũng khá nhiều ha. Đây có tiệm cầm đồ, đường có đèn đường, rồi biển báo giao thông đầy đủ. À, căn nhà ngang 5m từ bên đây qua đây. Đường 10m, lộ giới là rõ ràng, không có xây phạm lộ giới các bạn nha. À, xung quanh nhà cửa bà con nè, rất là khang trang. À, đèn đường đầy đủ, buổi tối ở đây cũng rất là sáng. Nhà xây chất lượng lắm các bạn. Cột đổ bê tông xây rất là cao, cổng nè, sắt CNC làm như cổng biệt thự các bạn. Khoảng sân rộng rãi, mình có thể là đậu được 2 chiếc ô tô. Này, có tiểu cảnh nữa ha. À, dưới sàn đó, lát bằng một dạng gạch cao cấp vân đá.
mặt dựng nhà làm cũng rất là sáng luôn các bạn. Theo kiểu hiện đại, tân cổ điển. Đèn rất là nhiều nha. Cửa sắt kính cường lực, 4 cánh. Bên trong là phòng khách kết nối với lại nhà ăn, bếp. Trần thạch cao, chạy led, đèn âm rất là nhiều. Nhà là đi đường điện âm tường các bạn nha, rất là sang trọng. Ở dưới là gạch bóng kiến khổ 60. Ở chỗ này là còn có nguyên cái đường gạch điểm nè, mình khỏi cần phải xài thảm lót sàn. Giác vàng rất là sang. Bộ sofa này rất là lớn các bạn, này em Châu cũng sẽ là tặng kỷ niệm cho mình luôn. Trần làm rất là công phu, chi tiết ha. Nhà làm là cột, đà, kiền rất là chắc chắn nha các bạn. Bếp nè, mặt đá hoa cương cao cấp. Chậu rửa cũng bằng đá luôn. Hai hộc. Xung quanh là viền. Cái này là gạch 3D vân nổi nha các bạn. Chỗ này thì có một cái cửa lùa đó, là thông ra lại giếng trời nha. Bếp là có rất là nhiều ngăn, đầy đủ tủ trên, tủ dưới. Những cái nội thất như ghế xoay nè là em Châu cũng sẽ tặng mình. Diện tích nhà ăn với lại phòng khách đó, kết nối lại có thể là lên tới khoảng chừng 50-60m2 các bạn. Nhà thiết kế rất là rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ ánh sáng. Ban ngày là khỏi cần bật đèn hay mở quạt ha. Chỗ này là phòng tắm nhà vệ sinh nè, mình có tới 3 phòng tắm nhà vệ sinh lận. Lavabo gương kính đầy đủ, bồn cầu trứng. Xung quanh là gạch dán tường 3D. Này, cửa lá sách đó, thông ra giếng trời các bạn nha. Trần là có chạy led luôn nè, rất là sang. Khu vực hành lang đó, làm rất đẹp nha. Hành lang này tầm khoảng 1m2 các bạn. Cửa sổ làm cũng cách điệu ha. Tất cả các cửa đều có gắn rèm hết. Chỗ này cũng là một cái lợi thế nè các bạn. Cửa sổ này là không có sát bên nhà hàng xóm, cách tầm khoảng 2m, 2m rưỡi lận. Nên là mình lấy sáng và gió ngon lành luôn. Chúng ta có 3 phòng ngủ. Đây phòng ngủ thứ nhất. Trần thạch cao. Bên trong đầy đủ đèn trần, đèn ngủ ha. Ở dưới là có chạy lên chân tường nè. Diện tích phòng ngủ này khoảng 8-9m2. Thiết kế này cũng rất là thông minh các bạn. Đây khu vực giếng trời, chỗ này là mình có thể là để máy giặt ha. Xung quanh là dán gạch 3D hết nè. Ở trên kính cường lực rất là sáng, quá là thoáng luôn các bạn. Kế bên là phòng ngủ thứ hai. Thiết kế cũng tương tự, khoảng 9m2 nha. Cái đèn trần anh chị em thấy là chớp chớp vậy chứ là do cái tần số của máy quay và cái đèn nó hơi khác nhau các bạn. Thực tế là đèn không có chớp nha. Phòng tắm nhà vệ sinh bên trong luôn. Phòng tắm này làm rất hay ha. Ở trên như là một cái giếng trời thứ hai vậy. Ban ngày là không cần một cái bóng đèn nào luôn các bạn. Ở phía sau chúng ta có một cái phòng ngủ rất rộng. Phòng này có thể gọi là phòng master các bạn. Rộng tầm khoảng 15-18m2 lận. Cũng có phòng tắm nhà vệ sinh bên trong nè.
trần chạy led, thiết bị vệ sinh, nước nóng lạnh đầy đủ. Ở dưới là gạch chống trượt ha. À, gương kính chỉnh điện luôn. Phòng này có thiết kế khá là hay. Đó, mình có thêm một cái view ở phía sau là view sân vườn nè. Nguyên khoảng vườn phía sau. Rất là mát. Chỗ này anh chị em có thể là thiết kế thêm một cái vách ngăn chỗ này. Đó, nếu mà muốn riêng tư hơn ha. Bởi vì ở đây là có tới hai cửa ra vô nữa các bạn. Đó. Mình thiết kế vách ngăn đó thì từ trên có thể là đi thẳng xuống ra ở chỗ sân vườn này được luôn. Khu viên sân vườn này còn khoảng 30-40 m² nữa các bạn. Không gian sống là cũng khá là hoàn hảo. Tổng diện tích là 165 m². Trên sổ thể hiện là 145 các bạn. Thì tí mình sẽ coi sổ mình sẽ rõ hơn vấn đề này. Đầy đủ công năng. Khu vực dân cư đông, an ninh và rất là nhiều tiện ích. Giấy tờ rõ ràng, sơ đồ rất đẹp ha. Chỗ này mình thấy là nhà đất là hướng đông bắc nè. Đường phía trước là đường nhựa, lỗ dưới 10 m. Mặt tiền là 5 m, ở sau hậu cũng 5 m. Hai cạnh hai bên là cũng khá đều, là 29 nè, 29 nè. Ở đây mình thấy sơ đồ giống như là một cái lô đất hai mặt tiền các bạn. Thì đằng sau này là cái đường 4 m này á, kiểu như ngày xưa là đường thoát hiểm, đường xe bò á, nên là bà con không có sử dụng, mình trưng dụng luôn. Thì thực tế là mình sẽ dài tới 33 m ha. Thửa đất số 427 thuộc tờ bản đồ số 10, địa chỉ ấp Trường Lộc, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Tổng diện tích trên sổ là 145 m², mà thực tế sử dụng là 165 ha. Sổ hồng riêng. Phần đất thổ cư là 100 m² nè, còn lại là đất cây lâu năm, không có vướng lộ giới nha. Dự thảo quy hoạch thể hiện khu vực phủ hồng toàn bộ, xung quanh là không có lăng mộ các bạn. Cách đường Trịnh Phong Đán khoảng chừng 50 m nha. Đường ô cờ nè, rất tiện lợi. Những cái hướng là phía trên này là sẽ thông ra đường Nguyễn Nhân Linh nè, giáp với lại phường Long Thành Bắc. Thị xã Trường Tây tương lai cũng được dự kiến nâng cấp lên là đô thị. Vị trí nhà nằm khá là gần với lại khu vực chợ Long Hoa. Bây giờ từ nhà mình đưa bà con ra chợ Long Hoa để khảo sát địa bàn nha. Mình ra đường Trịnh Phong Đán theo đường số 30 hoặc là đường 32 hơi sau nè, hoặc chạy thẳng trước đều được nha các bạn. Nếu mình đi thẳng theo đường số 30 này khoảng 500 m là ra đường Nguyễn Nhân Linh. Bây giờ mình quẹo trái là hướng về cửa 7 chợ Long Hoa ha. Đi khoảng cây rưỡi là tới ngã tư Long Thời, chỗ giao với lại đại lộ Trần Phú á. Thì khu vực này là quy hoạch ô cờ rất là tiện lợi. Báo chí cũng từng ca ngợi thị xã Hòa Thành là một trong những điểm mà có quy hoạch đẹp nhất Việt Nam, sánh ngang với các nước châu Âu. Ưu điểm là không kẹt xe, không ngập lụt, không khói bụi. Con đường Trịnh Phong Đán này bà con cũng kinh doanh buôn bán hai bên đường khá nhiều ha. Trường học các cấp cũng trong bán kính cây số thôi. Về y tế thì có hai bệnh viện lớn cách nhà tầm khoảng 3 cây. Đặc biệt là có bệnh viện khách sạn Hồng Hưng, rất là hiện đại, được xây dựng theo chuẩn quốc tế luôn. Đằng trước là đại lộ Trần Phú nè. Nếu mình quẹo trái là ra quốc lộ 22B. Còn bên phải đi cây số nữa là tới Tòa Thánh Tây Ninh rồi. Mình đi thẳng tiếp ra cửa 7 chợ Long Hoa nha. Thì đây là ngôi chợ lâu đời và lớn nhất của tỉnh Tây Ninh. Có tổng cộng là 8 cửa. Nhà đất ở khu vực này cũng rất đắt đỏ. Anh chị em nào thích khu vực này và quan tâm tới căn nhà của em Châu, mình liên hệ ngay chủ, số điện thoại là 0906 75 15 16, 0906 75 15 16. Giá toàn bộ nhà đất không phát sinh là 1 tỷ 690 triệu. Các bạn thấy bất ngờ không? Hãy để lại quan điểm ý kiến bên dưới video, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm nha. Còn đây là cửa số 1 chợ Long Hoa nè. Mình cũng kết thúc clip ở đây luôn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.